Trước Tết á, ba sẽ rước cô Liễu về nhà mình đó. Tâm ý. Dạ. Bữa ông ăn cơm con. Dạ. Bà nói cái gì vậy? Ba lại nữa rồi đó. Trước Tết cần quá sao chuẩn bị kịp ba? Ba đã tính hết rồi, các con không cần phải lo, hiểu không? Phải rồi, ba cứ làm theo ý của ba đi, không có cần phải nghĩ tới tụi con. Cái con này. Ở đây đồ ăn ngon quá ông ha. Tôi tới đây tôi thử mấy lần rồi, thấy ngon cho nên mới mời Liễu tới. Mà nhà hàng này nấu ngon như vậy, sao vắng như là chùa Bà Đanh vậy ông? Vậy nó mới vui chứ. Thì tôi phải quỳ xuống, nhưng mà giờ già yếu rồi cho nên mới phải ngồi đây nói chuyện với Lai Liễu. Ý ông là sao? Liễu à, bà lấy tôi nha. Thiệt sự tôi rất mong là cái quãng đời còn lại của mình á, được sống bên bà, được chăm sóc, được yêu thương bà. Tôi thành thật xin lỗi ông. Tôi thật sự quá bất ngờ. Ông có thể cho tôi xin một chút thời gian để mà suy nghĩ rồi tôi trả lời ông sau nha. Cái gì? Ồn ào quá không nghe được gì hết nè. Ý của tôi là tôi bất ngờ quá cho nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết. Ông có thể cho tôi thêm một chút thời gian để tôi suy nghĩ rồi tôi trả lời ông sau. Không sao hết. Cho dù là Liễu có chấp nhận hay là từ chối thì đó cũng là cái quyền quyết định của Liễu mà. Tôi thành thật xin lỗi ông. Đã nói là không sao mà. Mình về thôi ba. Ủa sao còn ở đây? Ba đã nói là con đưa cô Liễu về tận nhà rồi mà. Cô Liễu nói là để con đi taxi về cho nó tiện. Ba, sao cô Liễu từ chối là cầu hôn của ba vậy? Bộ ba chọc cổ gì nữa hả? Ai nói con là bà cổ từ chối? Là người ta chỉ có cần một chút thời gian để suy nghĩ thôi. Còn thấy cô Liễu lớn tuổi rồi được ba cầu hôn nên mừng chứ tự nhiên lại từ chối. Tôi mày nhiều chuyện quá, mày im đi. Đào lắm chứ. Đừng nói là bị lung lay rồi nha. Có phải bà đang phải lòng cái ông hàng xóm cũ mới gặp lại hôm qua rồi không? Cũng không hẳn. Đàn ông mà tuổi này mà còn khỏe mạnh cường tráng cỡ đó là anh đích ông tài rồi. Bà nói gì mà kỳ quá à. Kỳ gì mà kỳ? Bà kể cho tôi nghe đi. Hai người sao gặp nhau vậy? Chỉ là tình cờ thôi mà. Alo, được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Cúp máy đi, cái gì sao nè? Chị Liễu? Ủa? Chị phải là chị Liễu không? Phải, anh... Tôi nè, nhớ tôi không? Xin lỗi anh. Đây, tôi là Trần Thanh Toản. Nhớ thử coi tôi là ai nè, nhớ không? Anh Toản, cô... con thứ của cô Thanh Thanh, đúng không? Đúng rồi, trời đất ơi, đúng là trái đất này tròn thiệt chứ. Đi trên đường gì cũng gặp nhau được nữa. Tôi với chị giống như là kiểu như mắc nợ nhau rồi kiếp nước vậy đó. Trời ơi,
Một người như chị như vậy mà vẫn chưa có chồng hả? Ừ. Phải, mà sao vậy? Đàn ông ở trên thế gian này chắc là đuôi hết rồi. Người đẹp như vậy mà không ai thèm rước hết là sao ta? Nè nè nè, anh nói nhỏ nhỏ thôi, mọi người nhìn hết rồi kìa. Nè còn anh thì sao? Vợ con khỏe chứ hả? À còn tôi á, cũng vẫn chưa có vợ. Sao vậy? Sao giờ này mà vẫn chưa lấy vợ nữa? Ông chuyện dài lắm. Thôi bữa nay mình mới gặp nhau mà, tôi nói chuyện khác đi ha. Thôi để lần khác nha. Hôm nay nhà tôi có khách, vì vậy cho nên tôi phải về sớm đây. Thôi chào anh nha. Thôi kệ bà nó đi. Hả? Để học ý tôi nói là để khách đợi đi. Bữa nay mới gặp thôi, chị mời tôi một bữa ha. Không được đâu, làm sao mà có thể tôi để khách ở nhà chờ như vậy được. Cứ coi như tôi năn nỉ chị đi nha, một bữa thôi nha, một được đãi tôi một bữa đi. Được rồi, để ngày mai nha. Tôi chờ đó. Vậy là hôm nay bà gặp ổng chứ gì? Coi bộ bà mê ổng thiệt rồi nha. Không có đâu. Dạ alo. Hôm nay mình hẹn ở đâu vậy chị Liễu? Ba. Hả? Gì? Bữa nay con thấy ba làm sao vậy? Bị sao là làm sao? Ý nói mặt ba không vui á hả? Thì mặt ba không vui, ba ủ rũ từ nãy tới giờ chứ làm sao nữa? Mặt ba ngày nào chả vậy. Con cũng đừng có soi mói ba thôi. Rõ ràng là con thấy ba không vui mà. Không vui cái gì? Trời, mặt ba cái có cái gì đâu mà không vui. Ba, món trứng này ngon quá ba. Em ăn miếng đi cho ba vui. Thôi, không thích thì thôi, con không hỏi nữa. Tâm ý à? Dạ. Món trứng này hôm nay có mùi vị đặc biệt lắm á nha. Con nấu sao hay vậy? Dạ, con nấu cũng như bình thường thôi chú. Ủa vậy hả? Ủa, thằng Nguyên đâu? Sao nó không xuống ăn cơm vậy? Dạo này con thấy anh ra khỏi phòng. Chắc là anh đang trong phòng mà bế quan tỏa cản luyện công chơi game. Dạ, hồi nãy con có gọi anh xuống ăn cơm, nhưng mà anh nói anh không muốn ăn. Vậy theo tôi nghĩ ha, mình á, con người sống là phải có ước mơ riêng của mình hết á, thấy không? Nếu mà con người sống không có ước mơ á là giống như là người chết vậy đó, phải không? Dạ phải rồi đó. Tôi có nhiều ước mơ lắm mà tôi chưa có thực hiện được. Bữa ước mơ của anh là gì vậy? Thì ước mơ của tôi bữa nào tôi nói chuyện nghe ha, bữa nào nói. ăn đi. Chị, tôi ăn còn quá trời. Chị ăn nhiều vô đi, ăn gì có chút chút. Để tôi. Chị ngại ngùng nhiễm nữa nè. Nè, cái miếng nào. Thôi, để từ từ tôi ăn được mà. Để tôi rút cho. Nè, ăn miếng nè. Ăn miếng đi. Thôi, tôi ăn được mà. Tôi rút một miếng rồi sau đó chị thử ăn ha. Dạ, ok. Nè, giỏi nè, mầm. Ê, dạ, á dạ, 2, 3. Đó, trời ơi, dễ thương ghê không. Ha, dạ, hồng ngon không? Ngon ha. Phải, ở đây đứa đồ ăn ngon quá trời luôn. Ăn miếng nước coi. Ủa? Điện thoại của ai mà sao chị không nghe? Không có gì quan trọng đâu. Thôi anh ăn đi. Thôi kệ. Vui được rồi. Bữa nay ngon quá trời vui, ăn đã luôn. Ta mang cho em một đỏ quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Anh làm cái gì vậy? Đây là thể hiện lòng biết ơn của tôi đối với chị. Nè, chị cầm đi.
Anh này lớn rồi cứ dở gì nít vậy. Chị có hiểu ý bông hoa này không? Ý nghĩa của nó đó. À, không biết. Đó là một sự gian sinh gặp lại chị. Và tôi rất mong rằng tôi sẽ gặp được chị. Thiệt không đó? Thiệt mà. Thiệt à? Tôi giỡn đó. Vậy này, vậy mà cũng tin nữa. Thiệt tình rồi. Tới nhà rồi. Trời đất ơi, nhà của chị lớn ghê thiệt ha. Lớn đâu mà lớn, cũng bình thường thôi mà. Không, lớn thiệt đó. Trời đất ơi, nếu mà ở Sài Gòn mà chỉ có căn nhà như vậy là chị là đại gia luôn đó nghe. Anh nói dở không à? Thiệt chứ bộ. Ủa nhà này là nhà của chị hay nhà mướn nha? Nhà của tôi. Ủa mà sao vậy? Không có gì, tại vì nói chung là tại lúc trước tôi suy nghĩ là tôi phải tìm gặp chị cho bằng được. Bây giờ gặp chị tôi vui quá trời. À thôi, cũng trễ rồi, anh về sớm nha. Chị có thể cho tôi tìm taxi được không? Hả? Nể Liễu à, sao khóa máy điện thoại vậy? Tôi gọi hoài mà không được nên lo lắm. Khi nào được á, Liễu gọi cho tôi nha. Tôi chờ điện thoại của Liễu. Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm mây môi em thơm. Mới sáng sớm mà ai ồn ào vậy không biết nữa. Em mang cho ta một chút tình, nụ cười khúc khích trên lưng. Quỳnh thơm mây môi em thơm. Em mang cho ta một chút tình, nụ cười khúc khích trên lưng. Đêm ngày đêm rộn ra với những môi cười. Trong vườn trăng thì có những đó mong manh. Anh đến lúc nào vậy? Tôi tới nãy giờ rồi. Ủa mới vậy à? Anh đang làm cái gì vậy? Thì trẻ củi. Trả công hôm qua tiền taxi đó. Nhà tôi xài bếp ga rồi, đâu có xài củi nữa đâu. Xài bếp ga hả? Ủa không sao. Giống như là lâu quá cái tôi không có trẻ củi, cái vận động có sức khỏe đi đó. Thôi anh làm đống này chắc là cũng đã mệt lắm rồi. Thôi vào trong nghỉ ngơi đi anh. Mệt cái gì, sức của tôi vẫn còn thanh xuân lắm. Chứ có mệt. Có điều hơi đói bụng. Thôi để vô trọng kiếm gì ăn ha. Rồi đi nha, nha, nha đi. Nè, bà quên nữa. Tôi nhớ chực rồi. Bữa hổm tôi tìm được cái nhà hàng á, ngon lắm. Coi bộ có vẻ hay ho lắm nha. Trưa nay mình qua đó ăn nha. Xe này của anh à? Mọi người đẹp trên xe. Anh thích loại xe thể thao này hay sao? Tôi là một người đam mê tốc độ mà. Mời. Cảm ơn anh. Hai người này ghê quá rồi. Coi đây như là công viên vậy đó. Hẹn hò công khai luôn. No. Còn bắt tao hoài đáng thương thì sao? Không được đâu. Là do cô Liễu thay đổi rồi. Người ta hay nói là tình yêu rất dễ khiến người ta thay đổi. Cô Liễu không còn như xưa nữa. Không chung thủy. Liễu ơi, sao tôi gọi cho bà hoài mà không được vậy? Bao ngày gió mưa là nếu nhận được tin nhắn thì làm ơn liên lạc với tôi nha. Thôi thôi,
cao sang quyền quý, đẹp nụ cười vương dương dưa ý. Dặn dặn đó một mục hẳn dậu nghe. Ủa ba. Bộ ba bệnh hả? Bệnh gì đâu. Không bệnh phải. Sao tự nhiên ra đây nằm? Không thích đi làm thì nằm đây thôi chứ sao con. Trời ơi ba, muốn ngủ đi vô phòng ngủ kìa. Ở đây là lỡ khách khứa tới coi kỳ quá à. Tôi biết rồi. Tâm ý à? Dạ. Ra đây cô nói nghe nè. Nè, một lát nữa lên phòng cô đưa đồ á, con đem lên bệnh viện cho chú sĩ giùm cô. Dạ. Bữa nay ăn bữa no nê được chứ. Anh đúng là có tâm hồn ăn uống à. Còn trẻ mà, phải ăn cho nó đã chứ. Trời đất ơi, ai mà đậu xe gì mà không ý tứ gì hết trơn trời. À, thôi kệ đi anh, thôi mình vào xe đi nha. Đậu xe kiểu này cũng nổi khùng nữa chứ. Cái đồ không có nhân quá gì chứ. Anh làm cái gì vậy? Ai làm gì xe tôi vậy? Không biết, không biết, không biết. Không biết. Ai? Nhìn lên anh ơi. Núp vô, núp vô, núp vô, núp vô. Ủa, xe chạy mất tiêu rồi anh ơi. Núp tiếp, núp tiếp. Lỡ mà người ta bắt được mình thì sao á anh? Cứ coi như bên đây mình chơi trò trốn tìm gì đi. Trốn tìm gì chứ? Có dịp cho vui mà. Lúc nào cũng cười hết à? Vui phải cười chứ. Hình như không có ai theo mình hết á. Thôi mình ra đi anh. Khoan, đứng chút xíu đi. Rồi chừng nào mà nhìn thấy tụi nó đi hết rồi tao chắc ăn, nghe không? Đây là đâu vậy anh? Đây là cái nơi mà tôi luôn muốn đến, cho nên tôi mới rủ chị tới đó. Chị thấy ở đây làm sao? Ở đây động không mong quạnh, tôi có thấy gì đâu. Ở đây chính là ước mơ của tôi đó. Hả? Chị quên rồi hả? Đã có lần tôi nói với chị là để từ từ đi, tôi kể cho chị nghe về ước mơ của tôi. Cái nơi mà chị đang nhìn thấy ở đây chính là ước mơ của tôi. Nhưng mà ước mơ của anh là gì? Chị thấy ở đây là thiếu thiếu gì không? Thiếu cái gì? Cây xăng đó. Ra ước mơ của anh là cây xăng hả? Đó, ở xung quanh đây không hề có một cây xăng. Tôi định là ở đây tôi sẽ chôn một cái bồn chứa xăng lớn. Ở chỗ đó sẽ làm một cái trạm xăng. Đằng kia tôi sẽ làm một cái bãi rửa xe. Chị thấy sao? Chị có muốn đầu tư cho tôi một cây xăng không? Anh nói đầu tư cái gì vậy? Chị đầu tư tôi một cây xăng, chị đừng có lo gì vấn đề pháp lý. Pháp lý là chị vẫn đứng tên, còn mọi chuyện quản lý để cho tôi. Chỉ cần cây xăng hoạt động thì chúng ta sẽ giàu lên nhanh chóng. Khoan đã, nhưng tôi đào đâu ra đống tiền để mà đầu tư cho anh cây xăng chứ? Đừng có lo, cái này tôi tư vấn cho chị nha. Chị có một căn nhà ha, bây giờ chị bán căn nhà đi, cộng với số tiền của tôi hỗ trợ thì chúng ta sẽ có một cây xăng rồi. Nếu thiếu đó cái mình vay thêm ngân hàng chút ít. Nhưng mà trước mắt thì chị cứ bán nhà trước, rồi cái chuyện gì đó tôi sẽ tính tiếp cho chị. Tôi đủ rồi. Anh giỡn riết rồi, hết duyên rồi đó. Chị giúp tôi đi mà, chỉ một lần thôi chị. Nghe giúp một cây xăng thôi mà. Anh nói gì vậy? Chị một cây xăng. Anh sao vậy? Một cây xăng thôi. Làm ơn đi, anh bình tĩnh lại đi. Anh đừng có như vậy mà. Chị à, chỉ một cây xăng chỉ giúp coi như giúp tôi một lần trong đời này đi chị. Tôi đủ rồi, bình tĩnh lại đi. Anh đừng có như vậy mà. Không, chị giúp cho tôi đi, chị hứa giúp cho mỗi một cây xăng đi. Thì tôi gian xin chị đó, giúp tôi nghe. Nè, đủ rồi đó. Anh là ai hả? Là cái gì của tôi mà tôi phải bán nhà để mà đầu tư cho anh cây xăng chứ? Nếu chị không đồng ý, chị đi theo tôi tới đây làm gì hả? Anh chở tôi đến đây mà. Thì chị nếu như mà chị không đồng ý thì chị nói ngay từ đầu đi.
chứ bây giờ chị là không biết cái gì. Nhưng chuyện này anh vừa nói cho tôi biết mà. Không biết hoài. Tức thiệt luôn á. Bây giờ cái tôi nè, chị biết là đưa chị tới đây tôi tốn biết bao nhiêu tiền để mướn cái xe này không? Đó, bây giờ để coi đi. Nè, anh làm gì mà như trống lộn vậy hả? Nè. Ủa? Bây giờ là tiền xe này chị đôi, chị còn nhiêu đây hả? Phải. Cầm đi. Chị đã coi. Bây giờ lên xe, về. Yeah. Lên xe. Anh làm như tôi muốn lên xe của anh vậy. Bây giờ không lên xe đúng không? Phải. Được. Như vậy thì bye bye. Đừng mong được tôi gặp lại nha. Liễu. Ngày hôm qua không liên lạc được với bà, trong lòng tôi lo lắm. Tôi xin lỗi ông. Ủa, mà sao Liễu lại tới đây? Tôi có việc nên mới phải đến đây. Trễ lắm rồi, vậy mà tôi vẫn còn làm phiền ông. Tôi thật xin lỗi. Không có phiền hà gì hết. Bà không cần phải xin lỗi tôi. Nói thiệt, Liễu mà có gọi thì cho dù chân trời góc bể ở đâu, tôi cũng sẽ tới mà. Liễu à, cái nhẫn này với tôi nó không quan trọng đâu. Ủa, vậy có nghĩa là tình cảm giữa tôi và ông mới là quan trọng nhất. Còn cái nhẫn này có hay không cũng không quan trọng. Không sao hết. Cảm ơn Liễu nhiều lắm. Cảm ơn. Sorry. Có cô Liễu ở nhà không? Monsieur Tấu Hài. Cái gì Tấu Hài? Dạ. Tú Tài. Tôi là Đỗ Tú Tài. Dạ con nhớ rồi. Dạ con xin lỗi đó. Cô Liễu hả con? Ừ. Dạ để con kêu nha. Cô Liễu ơi, có bác Tấu Hài muốn gặp cô. Bác Tú Tài. Tú Tài. Dạ dạ. Bác đợi xíu nha. Có chuyện gì mong đến tận đây tìm tôi vậy? Nghe nói Liễu bệnh, tôi tới thăm. Có sao không? Công nhận trà thơm thiệt á. Phải. Nhưng mà trà này á, ông phải uống từng chút từng ngụm một thì mới có thể cảm nhận được mùi vị thơm ngon của nó đó. Vậy ha. Ôi trời, ông cứ làm như con nít vậy đó. Xin lỗi. Thơm thật. Cô Hiệu Phó ơi, cô có nhà không? Tiếng ai như thầy Quyền vậy? Ủa, ông tới đây làm chi vậy? Cô Hiệu Phó ơi. Tôi không biết. Có cô ở nhà không? Ông cứ ở đây nè, chờ tôi một lát, nghe. Cô Hiệu Phó ơi. Dạ, xin chờ cho một chút. Chào thầy Quyền ạ. Thầy đến đây có chuyện gì không ạ? Tôi hồi sáng nghe cô báo bị bệnh, cô nghĩ ra tôi cũng lo lắm. Tôi hỏi thăm cô. Tôi chỉ bị cảm sơ thôi. Mời thầy ngồi. Xin mời ạ. Giờ cô đỡ hơn chưa? Tôi bị cảm sơ thôi ạ. Quên nữa, tôi có món quà muốn tặng cho cô.
Thầy khách sáo quá, không cần phải làm như vậy đâu ạ. Đâu gì đâu, khách sáo cái này nhỏ thôi, dạ, con nhận cho vui. Không, không cần phải như thầy vậy đâu. Dạ, dạ, con dạ, để con nhận giùm dạ. Cô vô, cảm ơn thầy. Đi em. Đó mình gọt mình ăn nè. Cô biết không, hồi lúc mà tôi mới về trường làm hiệu trưởng á, trường mình vui lắm. Mỗi thầy cô ở trường là đều có biệt danh riêng hết trơn cô. À, cô biết không, à, thôi để giờ sao chưa chịu về nữa chứ. Rồi đổ cô dạ, chào cả nhà mới về. Ủa? Dạ con chào chú. Dạ con, chào cô. Tôi để tôi kể cô câu chuyện á, à, cô nghe xong cái tôi đố cô là... Cho em cái đi, cho một trái thôi. Ích kỷ quá, cho cái trái này coi. Ê! Hả? Ê! Đây. Ê! 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 Mấy đứa. Dạ. Xin lỗi cô chú. À, dạ xin lỗi anh, tụi nhỏ nó vậy á, cũng hơi tăng động chút xíu, chuyện thường ngày á. Vậy hả? À, thôi cài không sao. À, giờ cô ráng giữ gìn sức khỏe nha, thôi tôi về ha. Dạ, dạ cảm ơn thầy ạ. Dạ thầy về cẩn thận. Chắc nói hết nước miếng mới chịu về chứ gì. À, cô Liễu ơi, dạ. Tôi có chuyện này mà. Dạ, có chuyện gì vậy đó thầy? À, không biết tối nay cô có rảnh không? Ờ, à, gì, gì? Có chuyện gì vậy thầy? À, tôi tính tối nay rủ cô đi xem phim. À, sao, sao mà tôi với thầy coi phim chung được chứ? Thật ra là vậy, tôi đã quan sát kỹ cô từ lúc mà cô được bổ nhiệm về trường lận. À, tôi muốn là cái mối quan hệ của tôi với cô không phải là ở mối quan hệ đồng nghiệp không, mình muốn đi xa hơn nữa, được không cô? À, sao tự nhiên thầy lại nói những chuyện này? Liệu, bất ngờ quá ha. Thầy buông tay ra được không? Thầy đừng có làm như vậy mà làm. Buông tay ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra đây. Ủa, ông Tài hả? Ông Tuấn Tài hả? Ủa sao? Sao ông làm gì đây vậy? Thì có mặt ở đây thì sao? Bởi vì tôi là bạn trai của Liễu. Cái gì? Ông là bạn trai của Liễu hả? Tại sao? Thì ra là hai người lén lút với nhau phải không? Lén lút cái gì? Lén lút gặp nhau còn gì nữa? Dạ, dạ thầy Quyền à, tôi định là chờ một cái dịp nào đó thuận lợi để nói cho thầy biết mà. Trời ơi, Liễu ơi, Liễu nghĩ sao giờ Liễu? Một trên đời này hết đàn ông hay sao mà lại... Ông nói giờ lấy gì? Lấy gì? Tôi tưởng ông hả? Mở miệng ra là quang minh chính đại lắm. Tưởng sao hả? Ông làm những chuyện mờ ám không à? Không good, no good. Tôi nói thiệt, nếu ông như vậy hả? Không cho ông bán căng tin trong trường tôi nữa. Ngồi mà ông đừng có đi mà, tôi đang nỉ ông đó. Hai người cũng đã lớn rồi, có phải là con nít gì đâu mà. Tôi đâu có muốn đâu, tôi đâu có muốn. Nhưng mà phải cho ông biết cái nào là lễ độ, bà hiểu không? Chứ nó không phải ông tính đến làm phiền bà hoài. Mà không lẽ hai người lại lôi ra đấu với nhau trong cái gì nhỏ xíu vậy sao? Trời ơi, nếu không như vậy thì ông không bao giờ, ông sẽ chai mắt luôn, ông tới đi hoài. Tôi lo lắm, tôi vẫn còn chưa nói với ông. Ông thầy Quyền á, thấy nhỏ xíu vậy đó, yếu đuối như vậy đó, nhưng ông nói từng là nhìn động viên đấu vật đó. Cái gì? Lỡ nhưng mà ông làm ông trọng thương tôi làm sao đây hả? Đấu vật à? Tôi sợ, vì chứ tôi không có nghề hả? Dài miếng tay con đôi của tôi thôi, một cú đá thôi, ông sẽ bị đo dán liền. Đây, thấy không? Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Bây giờ hẹn địa điểm thách đấu rồi nè. Chờ đi nha. Ông bà, tôi năn nỉ ông đừng có đi mà. Nghe yên tâm, tôi, yên tâm. Mà gì tôi đừng có đi được không hả ông? Yên tâm chờ đi. Tôi sẽ đem tin chiến thắng trở về cho Liễu. Nè, khoan đã, ông à. Đúng rồi, giờ phải làm sao đây? Bá Quyền, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Xin lỗi đi, nếu muốn còn hàm răng để ăn thịt gà. Ông làm tôi sợ quá đó. Còn ông á, ông mới là cái người mà xin lỗi tôi. Nếu ông xin lỗi tôi sẽ bỏ qua cho ông. Chứ nếu mà để tôi nhấc bổng ông lên hả, xương cốt của ông chịu không có nổi đâu. Vậy chỉ cần một cú đá của tôi thôi, không còn răng để nuốt thịt gà đâu. Muốn ăn thịt gà phải bỏ vô máy xay sinh tố đó. Được rồi, nếu ông vẫn còn cố chấp như vậy thì đừng trách tại sao tôi không khách sáo nha.
Đến nỗi ông mà đi bộ về nhà ông cũng đi không được nữa. Mơ đi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Trời ơi, phải làm sao đây? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Nhất vọng. Cô ra sao? Nhất vọng. Cô ra thẳng. Đã chưa? Mới ra. Cô ra thẳng. Đã hai lần. Nhất vọng. Lần nữa. Nhất vọng. Cô ra thẳng. 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 Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.